CLIB, toàn cảnh vụ xông vào nhà cướp 2 tỷ đồng ở TBHCM. Camera đã ghi lại toàn bộ hành vi của nhóm cướp 2 tỷ đồng trong căn nhà ở quận 5 TBHCM. Nữ giúp việc 72 tuổi đã thông đồng với cháu ngoại thực hiện vụ cướp này. Ngày 10 tháng 4, Công an TBHCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thái, 28 tuổi, Lê Hồng Khanh, 42 tuổi, Trần Minh Trung, 37 tuổi và Bùi Thị Thảo, 26 tuổi, vợ Khanh, Lê Thị Dư, 72 tuổi và Lê Thị Hồng, 35 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Toàn cảnh vụ cướp 2 tỷ đồng tại quận 5 TBHCM. Tại cơ quan công an, Lê Hồng Khanh khai vào TBHCM mưu sinh từ năm 2000 đến năm 2017 thì kết hôn với Bùi Thị Thảo, sinh năm 1996, quê Ninh Thuận. Cả hai sống tại một xóm trọ ở quận Bình Tân. Ngày 6 tháng 4, bà ngoại Thảo là Lê Thị Dư đã gọi cho Thảo bàn kế hoạch tạo dựng hiện trường giả để cướp tài sản của chủ nhà do bà Dư và bà Lê Thị Hồng biết nơi cất tài sản của chủ. Bà Dư thông tin với cháu ngoại rằng nhà có camera và gợi ý khi nào chủ đi vắng thì giả giao hàng rồi đột nhập vào nhà. Nghe lời bà ngoại, Thảo kể lại cho Khanh và Thái, Dượng Thảo, nghe lại để cùng lên kế hoạch. Ngày 7 tháng 4, bà Dư và bà Hồng gọi Zalo cho Thảo, Thái và Khanh lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ. Thái sẽ đóng vai giao hàng đến bấm chuông, bà Hồng giả vờ để Thái xông vào còn Khanh đi sau Thái để khống chế con chủ nhà. Bà Dư đồng ý kế hoạch và mật báo chiều ngày 9 tháng 4 gia đình chủ nhà sẽ đi ăn. Trước ngày ra tay, Thái chuẩn bị hung khí, ba lô, còn Thảo gọi cho mẹ ruột ở quê đề nghị tuyển thêm người tham gia vụ cướp. Sáng ngày 9 tháng 4, cả nhóm bàn bạc kế hoạch lần cuối tại phòng trọ của Khanh. Đến 18 giờ 20 cùng ngày, Khanh chở vợ còn Thái chở chung đến gần nhà bà Dư đang giúp việc. Một tiếng sau, bà Dư gọi điện cho Thảo kêu vào đi. Lúc này, Thái đeo ba lô, cầm hộp hàng còn Khanh đi phía sau. Riêng Thảo và Trung đứng ngoài cảnh giới. Thái và Khanh bấm chuông rồi xông vào nhà khống chế con chủ nhà rồi giả vờ kêu bà Hồng và bà Dư dẫn lên lầu. Thái khống chế con trai chủ nhà, yêu cầu mở cửa phòng làm việc của cha mẹ. Thái lục lọi tìm tài sản nhưng không thấy nên hỏi cháu trai tiền để đâu. Con trai chủ nhà sợ hãi nên chỉ vào tủ để Thái cầm búa đập tủ lấy 6 cọc tiền nhiều mệnh giá rồi xuống lầu. Trước khi rời đi, Thái và Khanh lấy thêm một iPhone của con trai chủ nhà. Sau đó, nhóm Thái, Khanh về phòng trọ đếm tiền. Để chắc chắn, nhóm này còn dò la, bàn bạc nếu tình hình ổn và không bị phát hiện mới tiêu xài. Tuy nhiên, đến 23 giờ ngày 9 tháng 4, Công an TBHCM ập vào bắt nóng nhóm này. Công an TBHCM đang tiếp tục đấu tranh và mở rộng điều tra vụ án nữ giúp việc cấu kết với cháu ngoại gây ra vụ việc.
cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.